Đây là chị Lấp, chuẩn bị đón Tết của người đồng bào dân tộc Khmer nha cả nhà. Đó, chị Lấp tuần nhà rất là siêng năng luôn đó. Sáng giờ Lấp cắt. Chị về luôn nha. Dạ. Bye bye chị. Đó, chị Lấp thì nhổ cỏ, ba thì đang xịt nước. Dạ, chị Lấp rồi quá chị ha. Nhỏ xíu mà việc gì cũng làm hết trơn. Nó ba đang xịt nước cho sạch sẽ để chuẩn bị đón Tết hả chị Lấp? Ở quê em cũng vậy á. Mỗi khi mà chuẩn bị Tết á là bắt đầu ha, người ta thông báo buổi sáng ngày 29 Tết á, 29-30 á, người ta thông báo là cả xóm em ra dồn hết. Đó, nhà chị hôm qua người ta quét cài đường luôn. Người ta treo cờ đó, thấy không? Đó, cờ Campuchia. Campuchia hả chị? À, cờ này lạ ha. Có khách mua hàng. Anh bán hàng cho anh ơi. Anh Hải ơi, bán hàng. Anh Hải bỏ nước xuống đây làm gì á? Để bơm nước cho cá chứ không nặng quá nó cạn hồ chết á. Em tưởng là mình bỏ nước xuống đây mình làm hồ bơi. Để con tắm thôi, tắm cái này. Không, no 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 no. No là có đúng không? Không. Ở đây là hồi bữa mấy chị em đi xuống bắt cá cả nhà. Đó. Hai, xin chào chị Hai. Hai con đưa qua nhà chị Hai cho.
Mẹ cắt thịt làm gì á mẹ? Kho rượu. À kho khổ qua kiện để nấu đồ Tết hả chị Lấp? À lần đầu tiên với hạt tiêu trải nghiệm ăn Tết cùng với chị Lấp. Bé cũng là dân tộc Thái, dân tộc Thái giống chị Lấp đó. Ừ, chị thì dân tộc Khmer. Mẹ mai mốt chắc về trên quê của bé ăn Tết đó. Ừ, về đi. Em rủ mọi người mà mọi người để cho biết đúng không? Dạ đúng rồi. Cho biết ăn Tết bên bé như thế nào bên đây. Rồi bây giờ sẽ ra. Dạ xem hai người đẹp lật trứng nha, không biết là ai nha. Quay video à? Đâu có quay đâu. Hello, xin chào bà cô chú đang xem trên kênh của bé Hà Tiêu. Ủa hai chị đang làm gì á? Sao mà trứng nhiều dữ vậy chị hai? Chị đang bóc trứng. Chứ, nè. Chuyện nhỏ là chim bóc trứng cút, nhưng mà qua đây thì bóc trứng nó to hơn một xíu. Nâng tông lên rồi. Nâng level lên là trứng vịt. Trứng vịt. Nâng tốc độ lên rồi. Nhau bà cô chú trứng ơi. Cười. Cô chú nhỏ hôm nay bóc trứng vịt là tại nhà hôm nay nhà chị lại. Chị Lấp có Tết. Nhà chị Lấp là chuẩn bị Tết. Nhà chị Lấp có Tết. Nhìn lạ quá ha. Ừ. Lần đầu tiên mình trải nghiệm hả? Hôm nay là mấy chị em là xúm xùm lại người làm việc này. Ủa, hai đôi bàn tay. Vừa làm vừa live stream. Hai bàn tay. Đây là hậu trường của mấy chị em nha cô chú anh chị. Sau khi ăn xong thì đây là hậu trường rửa chén. Đó. Chị gái giống như là người trong nhà vậy đó. Chị gái sáng sớm là không ngày nào không chở đi ăn ở quán thì ở nhà chị gái chiên cơm cho ăn này. Buổi sáng chị gái chiên nhưng mà mấy chị em buồn quá không quay được cả nhà. mẹ của các em. Mẹ đúng của rồi. Các con chứ. Chị gái giống như là mẹ của các con vậy đó, của năm đứa con vậy đó. Từ nơi xa đến mà còn nấu ăn nè, giống như y chang như là trong nhà vậy đó. Của năm đứa con. Trong nhà về nhà em cực hay chị ha? Không có cực. Đâu vui mà. Cứ làm này hết cái này tới cái kia. Vui. Cái này là giống như đi trải nghiệm sống ở miền Tây vậy đó. Ăn uống xong rồi rửa chén này, dọn dẹp này xong rồi ăn tiếp. Em thành gái miền Tây rồi. Chị sắp thành gái miền Tây rồi. Dẫn ơi dạ, đó. Chắc là nhiều là tay cuối. Nhiều tay em trái à. Cái nào lẩu này ăn đi. Cái này hả? Cái này ăn lẩu cũng được nè. Hoặc là nấu canh chua. À bông chua đũa. Em thấy nó đắng đắng nhiều. À, để chiều cho ba hái cho mình nấu canh chua ấy cũng được. Không biết ăn hả chị? Ăn cái nào? Em muốn ăn cái nào? À, bông xôi đũa hả? Dạ. Bây giờ thì mấy chị em đang ăn là ba chặt nước dừa cho uống. Đang chờ uống nước dừa. Ở miền Tây là... Ủa, bé nói bé đi hái dừa cho chị gái uống mà sao ba đi uống, đi hái chị ta? Ý! Tại ba ăn hái này giống thịt ăn thì là còn ăn chùa. Cái này á, chị cái tay đâu quá à? Cái nào? Ờ, à, đúng rồi. Ăn được không? Cái môi cũng bị nữa. Môi cũng bị á. Ăn được không? Chị làm được chưa? Nào không, nghĩ ra chị. Nghĩ vô hen. Em sợ môi em giống như ăn chầu. Ê xịt nước nè. Ủa, ba làm nhẹ nhàng. Ê xịt nước. Có em nè, nãy em làm đồ nè. Chị lắm. Chị nói gì vậy? Không, chị sợ. Cô chú nhỏ ngồi đó xịt nước ấy. Thịt cái này wow. Ngon nè. Cái này ngon. Cái này ngon. Chưa rồi. Không, cái này nó có cái non nào bỏ trong chén rồi. Cái non. Cái này tí nữa. Vừa đây là non uống luôn á. Cái non này tí làm gì không? Nấu chè. Chị lắp. Cái này mình cần ly chè hả chị? Sao? Em lấy cái. Cái non này nè. Sao? Ăn. Ăn chấm muối luôn à? Chấm muối kìa, chấm muối thì hay ăn không? Em lấy cho nha. Ăn. Hai em khỏi lên muối. Đó cũng thử ăn. Nữa đâu, có thịt vậy ăn không được đâu. Được không? Không còn. Cái ngoài chặt cho con một miếng. Hai. Ê, trời má. Nữa không? Hả? Cay uống nữa không? Ừ. Ý. Sao vậy? Con. Ngon ăn. Đâu rồi cái này hả? Đè dạ dạ. Em cầm đi. Chị nãy cầm. Chấm muối ít, hồi bữa em cũng ăn. Muối này uống nhiều nữa, chặt hết rồi chặt thêm nữa. À đó, cái này.
tuổi thơ của mình. Lần đầu tiên hôm bữa thì lần đầu tiên đâu, đừng có nhắc lại là, mẹ đi non cho non lần đầu đi nghe mẹ có thịt có ăn cái đó ăn đó Út ơi ra uống nước dừa nè. Bây giờ sẽ ăn cái này nha, hồi bữa ăn rất là ngon luôn. Chấm muối ớt. Ơi uống nữa không? Ra uống đi. Dạ đi rồi, ba lên nồi. Ra uống nước dừa cái đã. Đây uống đi. Lần đầu đi. Ra xem coi chưa nhỏ lần bữa lần đầu đi nè. Ăn gì? Ăn nước dừa. Nước dừa à? À chứ Út không thích uống nước dừa đâu. Ăn cái đi. Sứ dừa, Út là sứ dừa nên là Út không thích uống nước dừa. Ăn cái nè. Từ nhà nha. Không ăn luôn. Sao vậy? Thầy nhá. Giảm cân à. Trời ơi coi kìa. Thấy bốn chị em mặc đồ giống nhau không cô chú anh chị? Đều là cổ. Ủa cái này cổ. Ê cổ nha. Cái này cổ gì ta? Lạc xong rồi lạc lỏng. À cái này Út là thai rồi. Thai bộ mới đúng không? Ừ Út thai bộ mới thôi. Ủa cái này mới mua hôm qua đúng không? Không buồn mai hả? Chị gái mua đi cho vui. Ai chắc vừa cho chị hay lắm. Đó, chị vô như thế là giống như bà mẹ nuôi bụng. Em hả? Ủa, sao cấp này bé Tiêu chắc vừa lên tay nghề vậy? Tay nghề của ba. Tay nghề của ba. Em nhìn thấy mướt mát quá kìa. Ngon không hả? Anh đi chị anh. Tay nghề của ba. Em caramel cũng quay quang. Chấm muối ớt cũng ngon nữa. Cái vừa này. Cái dừa này nhiều nhiều. Chị ơi về miền Tây bóc bằng tay đi ha. Ừ. Nó kìa ngon bằng tay. Nó kìa vừa non. À. Thường nó già hơn này chứ chị. Không như vậy là chị thích ăn như vậy. À. Ừ. Chấm nữa. Ngon. Ủa tự nhiên đang không chặt mà anh Hải chặt ra. Hả? Dừa non ngon. Dừa này mà cô bún cạn chứ nó là mất dừa. Ừ. Chị hai mất cái này. Đúng rồi. Chị hai mất cái này. Kho dừa cũng ngon chị lắm. Ừ. Có ăn không? Kho, giống như kho bè hả? Ờ, ngon nghe nó béo. Nhưng mà cái này nè, nó kìa đậu xanh á. Bỏ vô. Xong rồi bỏ vô. Béo. Béo cực ngon. Cực kỳ ngon luôn. Ngon lắm. Trời ơi, bà nhận công, bà chặt dừa sao mặt bà đỏ vậy? Cái gì? Vũ Thi nhảy hả? Không, chặt cũng được một trái. Hay thì hả? Em hay một trái nha. Lọt thì tẩm. Ở dưới quê chị lắp nắng nóng là có nước dừa cũng vậy khác cả vậy. Quê chị hai có được không chị? Nhà chị cũng có mà nhà chị không có. Nhà người ta chọn. Sau khi nãy giờ trưa sáng làm cỏ xong rồi nấu ăn xong rồi bây giờ ăn dừa giải khát. ăn trái dừa. Uống nước dừa. Uống nước dừa. Nói ngược trời ơi. Ăn trái dừa uống nước dừa giải khát. Đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ bé Tiêu sẽ kết thúc video tại đây nha cả nhà. Nếu cả nhà mà thấy video hay thì cho một like, một chia sẻ và một lượt đăng ký. Cả nhà cũng đừng quên qua kênh các anh chị em của bé Tiêu để ủng hộ cả câu lạc bộ nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà xem video vui vẻ.